Thưa quý vị, chiều nay phiên xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội kết thúc phần tranh luận. Trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, các bị cáo được phép nói lời sau cùng. Trong lời nói sau cùng trước tòa, tất cả 27 bị cáo đều trình bày đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gửi lời xin lỗi tới gia đình 3 chiến sĩ công an đã hy sinh, đồng thời thể hiện sự ăn năn, hối lỗi, được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật để có cơ hội sớm trở về làm công dân tốt. Bị cáo Lê Đình Trước, người cùng cháu mình là Lê Đình Doanh đổ xăng châm lửa khiến 3 cảnh sát hy sinh vào đêm ngày 9 tháng 1, đã gửi lời xin lỗi gia đình 3 chiến sĩ công an đã hy sinh, mong muốn được tha thứ. Cho dù là bị cáo sau này có được sống trở về hay là bị cáo phải chết, thì bị cáo vẫn mong muốn gia đình của 3 chiến sĩ sẽ tha thứ cho bị cáo, để bị cáo, lương tâm bị cáo sẽ được thanh thản phần nào. Bị cáo Lê Đình Công cũng mong được hưởng khoan hồng, xin tòa án chuyển tội danh cho mình từ giết người sang chống người thi hành công vụ với mức án nhẹ hơn. Bị cáo Lê Đình Doanh, con của Lê Đình Công, thừa nhận quá trình tạm giam đã nhận rõ tội lỗi, xin hội đồng xét xử cho hưởng khoan hồng để sớm được trở về với vợ con, trở thành công dân có ích. Lê Đình Doanh cũng đề nghị các luật sư không cần bào chữa cho mình nữa. Trong suốt thời gian bị cáo bị tạm giam, cũng được sự quan tâm và giáo dục của cán bộ, bị cáo nhận rõ hành vi tội lỗi của mình đã gây ra. Và đến lúc này, bị cáo cũng xin cảm ơn các luật sư đã bảo vệ quyền lợi cho bị cáo. Và bị cáo cũng xin được dừng, không cần người bảo chữa cho bị cáo nữa. Cuối cùng, bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng lượng khoan hồng. Bị cáo Bùi Viết Hiểu thừa nhận hành vi của mình là sai trái, nhưng xin được hưởng lượng khoan hồng. Bị cáo nhận thức thấy rằng là mọi hành vi và sai phạm vừa qua là bị cáo thấy rất là đúng, và bị cáo rất ăn năn hối lỗi. Xin quý tòa cho phép quý tòa bị cáo được hưởng sự khoan hồng của nhà nước. Bị cáo Nguyễn Quốc Tiến thừa nhận đã mua lựu đạn, xăng để chống đối cơ quan công an theo chỉ đạo của Lê Đình Công, đồng thời thể hiện sự hối hận về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cũng chỉ giống như các bị can khác đã bị tổ đồng thuận lôi kéo và kích động bị cáo, nên bị cáo ngày hôm đấy bị cáo mới có mặt ở đấy, và bị cáo cũng không ngờ xảy ra sự việc như vậy. Như vậy, nay bị cáo thành tâm sám hối, bị cáo xin quý tòa, quý biện xem xét và giảm nhẹ tội, mức hình phạt cho bị cáo xuống được chống đối thi hành người công vụ, để bị cáo sớm được trở về với gia đình, với xã hội. Trong lời nói sau cùng, 7 bị cáo đã từ chối luật sư tiếp tục bào chữa cho hành vi phạm tội đã rõ ràng, gồm Lê Đình Doanh, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Thị Loan, Đào Thị Kim, Trần Thị Phượng và Nguyễn Thị Bét. Riêng bị cáo Bùi Văn Tiến còn đề nghị hội đồng xét xử không trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Ngày mai, hội đồng xét xử bắt đầu nghị án và dự kiến sẽ tuyên án vào chiều thứ Hai, ngày 14 tháng 9. Dư luận đặc biệt quan tâm tới phiên tòa xét xử vụ án hình sự giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra 8 tháng trước tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Sự việc xảy ra đã làm cuộc sống của nhiều người dân trong xã bị đảo lộn tiêu cực. Sau 8 tháng trôi qua, sự bình yên đã được trở lại. Diện mạo mới đang dần đổi thay tại xã Đồng Tâm. Chính quyền cơ sở và nhân dân đang cùng nhau ổn định cuộc sống. Và quan trọng hơn là niềm tin đã được đặt đúng chỗ để người dân được hưởng lợi từ các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Từ tháng 2 năm 2020, ông Lê Đình Lưỡng được bà con nhân dân và chi bộ thôn Hoành tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, trưởng thôn Hoành. Điều ông trăn trở nhất chính là làm sao để nhân dân cùng đồng lòng thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước và để cuộc sống đổi thay ngày càng đi lên. Tôi cũng luôn phải suy nghĩ là đây là cái niềm tin và cái tấm lòng gửi gắm của người dân với bản thân mình trong cái việc tổ chức thực hiện và vận động nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, các quy định và nhiệm vụ của địa phương, đặc biệt là lo cho an sinh xã hội, đời sống nhân dân. Mới đây, 55 hộ dân tại cụm dân cư số 8 thôn Hoành đã thống nhất việc chia và nhận đất canh tác.
đây không chỉ là niềm vui của bà con trong thôn, mà đối với chi ủy thôn Hoành, đây là thành công lớn trong việc vận động quần chúng nhân dân tin tưởng vào việc thực hiện chính sách, đảm bảo quyền lợi cho bà con. Từ trước đến bây giờ thì chưa chia đất, thì dân đến bây giờ chia đất thì bây giờ là dân phấn khởi thôi. Cái thoải mái mà, không có gì cả. Sau khi nhận thấy rõ những hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của các đối tượng trong tổ đồng thuận trước đây, một bộ phận người dân từng bị các đối tượng lôi kéo, lợi dụng tham gia vào các hoạt động gây rối cũng đã nhận ra sai lầm và giờ đây họ đang nỗ lực sửa sai. Tự tôi cảm thấy sai trái thì tôi không tham gia nữa. Và từ ngày xảy ra cái vụ mùng 9 tháng 1 đến giờ thì nhân dân vẫn yên ổn làm ăn, mà tôi sẽ từ nay trở đi là tôi sẽ không bao giờ vi phạm vào pháp luật nữa. Sự đổi thay nhất đó là cái lòng tin của nhân dân đối với Đảng và cấp ủy Đảng, chính quyền, ủy ban xã cũng đã cùng với các đoàn thể để tuyên truyền vận động, thì các hộ dân cũng đã nhận thức ra là những cái việc làm sai trái của mình. Theo dõi diễn biến phiên tòa, không chỉ dư luận mong chờ những bản án thích đáng, mà người dân tại thôn Đồng Tâm cũng mong muốn các cơ quan chức năng xét xử đúng người, đúng tội, nghiêm trị, răn đe những đối tượng còn muốn lợi dụng, lôi kéo quần chúng nhân dân để thực hiện các mưu đồ chống phá, gây rối. Dân Đồng Tâm đã hiểu ra tất cả là những cái sự việc rồi, cho nên là bây giờ sẽ làm thế nào xử cho nó đúng pháp luật, coi như là để cho sau này khỏi xảy ra những cái việc như thế nữa. Đồng Tâm đang đổi thay từng ngày. Hạ tầng cơ sở, giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao, tình hình an ninh trật tự được ổn định. Cùng với sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân đối với chính quyền địa phương, mục tiêu đưa Đồng Tâm trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021 đang rất gần. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.